Chibu dù bị dân tình không ngừng bóc mẽ nhưng vẫn miệt mài với đam mê khó bỏ. Chibu thường xuyên đăng tải story bằng tiếng Anh nhưng đều bị dân tình bóc mẽ vì sử dụng ngữ pháp sai. Chibu là một cô nàng nổi tiếng đình đám trong làng giải trí. Nhờ sở hữu ngoại hình sáng và tinh thần ham học hỏi, người đẹp đã từng thử nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, ca sĩ. Dù khá lăng xả ở một số lĩnh vực nhưng nhiều khán giả cho rằng Chibu mới chỉ ở mức tròn vai và cần học hỏi trau dồi thêm. Tuy nhiên, thời gian gần đây Chibu bắt đầu trở nên sính ngoại hơn và từ đó cô nàng đã tạo ra nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Người đẹp bắt đầu yêu thích sử dụng tiếng Anh trong khi giao tiếp lẫn sử dụng trên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Chibu tuyên bố đi du học sang Mỹ vào hồi tháng 9 năm ngoái, khi cô nàng đã sang đến trời Tây vẫn thường xuyên cập nhật cuộc sống bên biển tới người hâm mộ tại quê nhà. Trong một live stream, người đẹp đã trổ tài bằng cách giao tiếp tiếng Việt pha lẫn tiếng Anh, khiến dân tình được fan hú hồn. Nguyên văn câu nói của Chibu tại live stream: qua đây làm này làm kia nè, nhưng mà thôi, sự thật thì luôn luôn đơn giản như people make it complex, tạm dịch là mọi người phức tạp hóa lên, nên là mình cứ enjoy cái moment này, tạm dịch là tận hưởng khoảnh khắc này. Mình sẽ nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tương tác với mọi người nhiều hơn và có những hoạt activity, tạm dịch là hoạt động nào đó thì chia sẻ sâu, tạm dịch là công bố cho mọi người. Câu nói, sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng people make it complex, nên là mình cứ enjoy cái moment này, đã trở thành xu hướng trong giới trẻ. Dân tình đều không ngừng bắt chước theo giọng nói lơ lớ của Chibu khi ở đất Mỹ. Sau khi đi du học trở về, khả năng ngoại ngữ của Chibu cũng không có sự cải thiện. Bằng chứng là cô nàng thường xuyên chăm chỉ đăng tải story bằng tiếng Anh nhưng đều bị dân tình bóc mẽ vì sử dụng ngữ pháp sai. Nhiều người không khỏi nghi ngờ vì trước đây Chibu từng chia sẻ cô nàng từng học tiếng Anh tại Remix. Mới đây, cô nàng đã rút kinh nghiệm hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trên mạng xã hội. Thoạt đầu khi nhìn bức hình, ai cũng hết lời khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Chibu, nhưng xem lại dòng chú thích Don't you want me or do you not? Tạm dịch là bạn có muốn tôi hay bạn không muốn? Nhiều người đã nghi ngờ cô nàng sao chép lời bài hát để làm dòng chú thích hình ảnh. Dẫu biết một ngôi sao nếu sở hữu ngoại ngữ trôi chảy sẽ tiếp cận nhiều khán giả hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Nhưng đối với Chibu, dân tình đều cho rằng cô trước hết nên học tập tiếng Anh nghiêm túc để hoàn thiện bản thân. Khán giả đều hy vọng người đẹp có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Anh vào một ngày không xa. Vừa qua, Chibu đã có mặt trong một sự kiện tại một club ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, nữ ca sĩ đã mang đến các bản hit trong sự nghiệp. Một trong số đó chính là ca khúc Mời anh vào team em. Đây là ca khúc có giai điệu sôi động và thường xuyên được Chibu đem đi biểu diễn kết hợp cùng vũ đạo. Thế nhưng sau khi clip lên sóng, cô tiếp tục vướng phải tranh cãi của cư dân mạng. Theo đó, dù không gặp phải bất kỳ sự cố nào khi trình diễn, nhưng cộng đồng mạng đều khẳng định Chibu đã hát nhép. Nguyên nhân được cho là phần vocal của Chibu giống y hệt bản audio của ca khúc. Từ cách nhấn nhá cho đến phần autotune đều thật trơn, khiến cho người nghe khẳng định nếu như hát live và sử dụng giọng thật sẽ không thể có âm thanh như vậy. Ngược lại, nhiều người không đánh giá phần trình diễn của Chibu mà chỉ suýt xoa vì nét quyến rũ xinh đẹp của cô trên sân khấu. Những bình luận bên dưới đoạn clip, một số bình luận khác của cộng đồng mạng: chi xinh lắm luôn, mỗi tội hát nhép thôi, nhép thật trân luôn á, thử tắt nhạc đi xem nào ca ca, không có nhép miếng nào đâu nha, ai nói gì nói, chi vẫn rất xinh đẹp.